đây nha, đây là cái cây chảy mòi mà tôi khai thác từ mùa khô năm ngoái đây nha. Thì nó được mấy tháng thôi anh em ạ. Và tôi cũng có uốn định hình cái cây này, tôi cũng có cho anh em xem cho một cái video. Cái video mà uốn định hình cây chảy mòi tông cao đấy nha. Chắc hôm nay cũng còn tử rồi này anh em. Mục đích của tôi để cho nó sống lên để lúc mình uốn là cái bên này nó bị trống anh em. Để cho mấy cả mình để cho nó kéo cho nó rộng cái bệ này ra anh em. Bây giờ thì chắc hôm nay thế nó đi để uốn lại một cái cây tử nhỏ ở phía dưới này anh em. Không làm cây tử to nữa. Mấy cả những cành phía trên này này anh em. Cắt nó lại để mình nuôi những cái cành phía dưới cho nó phóng nhá. Được trên hãm hết ạ. Bây giờ tôi làm cái này anh em xem cho vui nhá.